Tiếp tục chào đón cả nhà mình quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ. Thì hôm nay thì bên kênh của em có về rất là nhiều sản phẩm đẹp để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Xem được đừng quên cho em xin một like và đăng ký kênh cả nhà mình nha. Hôm nay có hai cái bộ lư đào ha, và bên cạnh đó kèm theo một số loại đồ đồng và đồ gỗ để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Và mã số 1 đầu tiên là giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình, em có một cái bộ bộ đỉnh rất là đẹp, bộ đỉnh trúc hàng thủ công, hai bên hai cái chân nến là hình ảnh hai con rồng, rất là đáng để sưu tầm với cả nhà ha. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 32 cm và chân nến là cao có khoảng là 24 cm. Chất liệu đồng tổng trọng lượng là 4,2 kg. Đây là cặp chân nến là hai bên là có hai cái hình rồng rất là đẹp như cả nhà ha. Và bên cạnh đó là một bộ đỉnh trúc ở chính giữa, trúc được chạm thủ công rất là đẹp, rất là tỉ mỉ từng chi tiết ha, rất là đáng để sưu tầm. Và một bộ như thế này thì có giá giao lưu với cả nhà mình là 3,5 triệu cho mã số 1 ngày hôm nay. Đây là mã số 1. Rồi tiếp theo là lên cho cả nhà mình mã số 2. Mã số 2 thì có được một cặp nai, cặp nai chất liệu vân đồng rất là đẹp. Cặp nai này rất là sắc sảo, đẹp từng chi tiết như cả nhà ha, không thể bỏ qua được cặp nai này nha. Cặp nai này thì thôi trưng bày sưu tầm thôi khỏi chê, tổng trọng lượng là khoảng 3,5 kg. Và chiều cao tổng thể của cặp nai này rơi vào khoảng là 26 cm. Và chiều dài của cặp nai đồng này tầm có khoảng là 21. Chất liệu vân đồng rất là đẹp nha các nhà ha. Đây cả nhà cùng xem nha. Đây là nguyên một cặp nai chất liệu vân đồng. Đây là hình ảnh rất là chi tiết ha. Và một cặp này có giá giao lưu với cả nhà mình đó là 2,8 triệu cho mã số 2, bao gồm hai con nai ha. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 thì em có sưu tầm được 4 gắm đồng khác nhau để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Trong mã số 3 ngày hôm nay nha. Mã số 3 là 4 cái ấm chất liệu đều bằng đồng hết. Thì mỗi một cái á, là nó có chiều cao tầm có khoảng là, cái này là 16, cái này có khoảng 12, và một cái thì có khoảng 10 cm. Mỗi một cái ấm là một kiểu dáng khác nhau. Đầu tiên là giống như cái ấm này là cái ấm rồng ha. Rồi cái ấm bên đây là ấm giống như là chiếc thuyền rồng. Ấm số 2, ấm số 3 là hình ảnh con tỳ hưu ha, rất là độc lạ chất liệu bằng đồng. Và ấm thứ tư là ấm Tây Tạng. Thì chọn bộ 4 cái như vậy có giá giao lưu cả nhà 2,8 triệu cho mã số 3. Rồi tiếp theo mã số 4. Mã số 4 thì giới thiệu giao lưu cả nhà còn được một cặp tỳ hưu rất là đẹp, cặp tỳ hưu phong thủy nha. Đây là mã trong mã số 4. Mã số 4 này bao gồm có hai con tỳ hưu chất liệu vân đồng rất là đẹp. Ở đây là phía mặt trước nè, ở đây là có chuyện luôn nha. Bao gồm là một cặp như thế này, cặp này rất là to, tỳ hưu mọc sừng nha, một sừng mọc cánh ha, tổng trọng lượng là 4 kg. Và chiều dài tổng thể là tầm có khoảng là 26 cm. Và chiều cao đo được có khoảng 16 cm. Cặp này có giá giao lưu cả nhà 1,900,000 nha. 1,900,000 cho một cặp tỳ hưu phong thủy ngày hôm nay ha, rất là đẹp. Đây là mã số 4. Rồi tiếp theo mã số 5. Mã số 5 là giới thiệu và giao lưu cả nhà còn được một cái con tê giác chất liệu vân đồng. Đây là một con tê giác đã được vệ sinh chùi sáng bóng rồi rồi cả nhà ha. Một con này tổng trọng lượng là khoảng là 7,9 kg. Chiều dài tổng thể em đo được là 60 cm. Rồi chiều cao là tầm có khoảng là 23. Chất liệu vân đồng đã được vệ sinh chùi sáng bóng này rồi ha. Và con tê giác này có giá giao lưu cả nhà 3,000,000 nha. Con tê giác đồng rất là đẹp ha. Đây là mã số 5. Rồi tiếp theo mã số 6 là một bộ còng chiên Tây Nguyên. Thì hôm nay có sưu tầm được 5 cái còng chiên nha. 5 cái còng chiên của người Tây Nguyên, bao gồm 5 kích cỡ khác nhau, mình có thể treo từ lớn tới bé như cả nhà ha. Và cái lớn nhất có đường kính là tầm 30 và cái nhỏ nhất là khoảng 19 cm. Thì đây là còng chiên Tây Nguyên ngày chất liệu vân đồng xưa ha, rất là vang nha. Và mỗi một cái là một kích cỡ khác nhau. Thì 5 cái là bộ này có giá giao lưu cả nhà mình là 2,5 triệu nha. 2,5 triệu cho bộ còng chiên Tây Nguyên mã số 6 ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 7. Mã số 7 thì em giới thiệu và giao lưu cả nhà mình cặp thần tài thổ địa chất liệu vân đồng đã được về chùi vệ sinh sáng bóng lại rồi như cả nhà mình ha. Và tổng trọng lượng là tầm có khoảng là 4,8 kg. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 22. Thổ địa là cao 22 luôn ha. Và đường kính đế là tầm có khoảng là 13. Chất liệu vân đồng. Và một cặp như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2,2 triệu cho một cặp thần tài thổ địa chất liệu vân đồng đã được vệ sinh chùi sáng bóng lại, ông ngồi trên một khẩu vàng rất là to. Đây mã số 7 ha. Rồi tiếp theo mã số 8. Mã số 8 thì hôm nay bọn em có sưu tầm được là ba cái cây tiền chất liệu vân đồng để giới thiệu cùng cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Đây là một mã số 8. Tết mà sưu tầm 3 cây tiền này về thôi khỏi chê nha. Thì ba cây này đều đồng giá giao lưu với cả nhà mình là 1,8 triệu một cây. Thì bao gồm là thứ nhất là cây bên đây, cây tiền tỳ hưu thì cao tầm có khoảng là 31 cm.
Rồi cây tiền thần tài thì cao có khoảng 30 và cây tiền cốc là cao có khoảng là 23. Thì rất là đẹp, mỗi một cây đều là chất liệu đồng hết nha anh em ha. Đây giống như đầu tiên là cây tiền tỳ hưu đây. Ở đáy này cũng có chuyện luôn ha. Và tiếp theo là cây tiền sông cốc. Và cây tiền này có hai chú cốc ha. Thả tiền vào trong cái cây tiền. Và cuối cùng là cây tiền thần tài, ông thần tài ôm đang ôm cục vàng nha. Thì mỗi một cây có giá giao luôn cả nhà 1 triệu 8 cho mã số 8 ngày hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 9. Mã số 9 ngày hôm nay thì em còn được một cặp tượng rất là đẹp. Đó là hình ảnh văn võ song toàn nha. Đây là một cặp văn võ song toàn rất là đẹp. Khổng Minh Gia Cát Lượng và Quan Công ha. Thì một cặp này có tổng trọng lượng là khoảng 3,6 kg. Chiều cao của tượng Quan Công là rơi vào khoảng là 27 cm. Khổng Minh Gia Cát Lượng là 29. Chất liệu bằng đồng. Thì một cặp như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2,5 triệu cho một cặp, cho mã số 9 của ngày hôm nay. Rất đẹp. Những này tượng này tượng Quan Công ha. Bên này là Khổng Minh Gia Cát Lượng. Rất là đáng để sưu tầm cả nhà mình ha. Đây là mã số 9 nha. Là cặp này 2,5 triệu. Rồi theo mã số 10. Mã số 10 của ngày hôm nay là còn được một cái đỉnh đồng này có tổng trọng lượng là khoảng 2 kg, chiều cao tổng thể là 24 cm, bề ngang hoành đế là tầm có khoảng là 15, bề ngang thân ở trên là có khoảng 17. Chất liệu bằng đồng. Thì đây là một cái đỉnh đồng rất là đẹp, ở trên này có hình ảnh con nghe ngỗng đầu ha, hai bên là hai cái bộm, chính giữa hình ảnh hoa sen kèm theo cái đế. Thì một bộ đỉnh này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,9 triệu cho mã số 10 ngày hôm nay nha. Rồi tiếp theo mã số 11. Của ngày hôm nay thì em có được một cái bộ củ chuyện ha, chín đứa con của rồng. Đây là một bộ chuyện rất là đáng sưu tầm. Con trên là con tỳ hưu ha. Bộ này trong đây là có con rùa, con tỳ hưu, rồi con lân rồi luôn nha. Đặc biệt là mỗi một con là một cái ấn khác nhau ha. Đây là một bộ củ chuyện rất là đáng để sưu tầm ha. Ở dưới là một cái chuyện rất là to. Bộ này thì nó có đường kính là tầm có khoảng là 8,5 cm, rồi bề ngang là khoảng 7,9. Và một bộ như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,2 triệu cho một bộ củ chuyện rất là đáng đi sưu tầm ngày hôm nay nha. Đây là một bộ củ chuyện ha, chín đứa con của rồng, mã số 11. Rồi tiếp theo mã số 12. Mã số 12 hôm nay thì em còn được một cái khuôn bánh bông lan xưa ha. Đây là một bộ cái khuôn bánh bông lan chất liệu bằng đồng xưa nha, bao cả nhà mình là chuẩn đồng xưa luôn ha. Lâu lâu mới có về được một cái khuôn bánh như vậy. Có tổng trọng lượng của khuôn bánh này là nó tầm có khoảng là 2,9 kg, và đường kính miệng là tầm có khoảng là 21 cm. Chất liệu đồng xưa, bao có nhà chuẩn xưa luôn nha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một cái khuôn bánh này thì là 1,8 triệu ha, cho một khuôn bánh đồng xưa nha, mã số 12. Và tiếp theo mã số 13. 13 có ngày hôm nay em còn được một cái ấn bằng rồng ha, cái ấn bằng đồng, ấn rồng rất là đẹp. Đây là mã số 13. Chiều cao của cái ấn này rơi vào khoảng là 18 cm, đường kính của ấn là khoảng 9 cm nha. Chất liệu thì bằng đồng, trên đây là có một con rồng như ý nha cả nhà ha, rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm ha. Cái ấn này có giá giao luôn cả nhà 1,4 triệu nha, cho mã số 13. Rồi tiếp theo mã số 14 ngày hôm nay còn được một cái con 14 hôm nay là một tác phẩm rất là đẹp ha. Đó là hình ảnh một cái con mèo chất liệu bằng đồng nha. Con mèo này là trọng lượng là tầm có khoảng là 6 kg, gần 6 kg, khoảng 5 kg rưỡi nha cả nhà mình ha. Và chiều cao tổng thể là có khoảng là 23, rồi vành đế là tầm có khoảng là 26. Chất liệu bằng đồng ha. Con mèo này rất là to, mèo này là rất là nét nha, nét từng chi tiết. Mèo rất là to, mèo nằm trên thỏi vàng ha, đóng vàng luôn. Mèo này có giá giao luôn cả nhà 3 triệu đồng ha, cho mã số 14 ngày hôm nay. Thứ hai mã số 15 hôm nay có một cái gạt tàn châu Âu nha. Gạt tàn mang đậm phong cách châu Âu cổ điển ha. Thì cái gạt tàn này có tổng trọng lượng là khoảng 1,1 kg, đường kính là có khoảng là 19 cm. Đây là trên đây là cái nắp ha. Gạt tàn có giá giao lưu cả nhà 1,000,000 đồng nha, cho mã số 15. Mã số 15 ngày hôm nay ha, 1,000,000 đồng. Rồi tiếp theo mã số 16. Mã số 16 thì bên em có về được một bộ ấn 12 con giáp ha. Bao gồm 12 cái ấn, 12 con giáp khác nhau nha. Đó, một đây mã số 16 là một bộ ấn 12 con giáp. Thì mỗi một con là một cái ấn như thế này nha cả nhà ha. Đây, đó. Chất liệu bằng đồng ha, chất liệu bằng đồng
đồng đỏ nha, rất là đáng để mình sưu tầm ha. Đây, mỗi cây là một cái ấn chất liệu đồng đỏ, đường kính là khoảng 3 cm. Và có giá giao lưu cả nhà mình một bộ 12 cái này là 1.200.000 cho một bộ ấn 12 con giáp mã số 16. Rồi tiếp theo mã số 17. 17 em có một cái khay gồng nha. Một cái khay chất liệu đồng. Có hình ảnh chạm gồng trên đây, rất đẹp, hình ảnh song long. Thì cái khay này có đường kính là gần 25 cm. Đường kính ngang là 20 và có giá giao lưu với cả nhà mình là 900.000 cho một cái khay đồng nữa ha, khay chất liệu đồng ở mã số 17. Rồi tiếp theo mã số 18 là một con rồng. Đây là một con rồng chất liệu đồng ha. Đây là một con rồng nhã ngọc Phương Châu nha. Con rồng này có tổng trọng lượng là tầm khoảng 1,6 kg. 1,6 kg và trọng lượng là cỡ khoảng 1,6 kg ha, và chiều cao tổng thể. Chiều cao tổng thể là 26 cm, rồi bề ngang là khoảng là 17. Chất liệu đồng và có giá giao lưu với cả nhà mình con rồng này. Con rồng này là 1.300.000 cho mã số 18. Rồi theo mã số 19. Mã số 19 là một cái nải chuối bằng đồng nha. Giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình một nải chuối bằng đồng ha. Tổng chiều dài là có khoảng là 18 cm, bao gồm 13 quả. Chất liệu đồng nguyên khối và tổng trọng lượng là khoảng 3,2 kg. Và một cái nải chuối như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình cột cái nải chuối đồng này á là 1.700.000 cho một nải chuối chất liệu đồng nguyên khối nha cả nhà ha. Đây là mã số 19. Và tiếp theo mã số 20. 20 là một cái gạt tàn sexy nha. Đây là một cái gạt tàn đồng sexy, cô gái sexy ha. Có chữ mắc in phân luôn. Và đường kính là có khoảng là 12 và chiều sâu là 8 cm. Và có giá giao lưu với cả nhà mình á là cái gạt tàn này là 850.000 cho mã số 19. Rồi theo mã số 20. 20 ngày hôm nay là một cái ụ trà tứ linh nha. Một cái ụ trà tứ linh chạm long long nguyên phụng ha. Hôm trước có một cái giao lưu rồi, em có được một cặp để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Một cái ụ trà tứ linh chạm gỗ gõ nha, chạm tứ linh trên. Không, cái này không phải chạm tứ linh mà chạm long phụng nha. Cái trước là tứ linh. Là em có giao lưu rồi, hôm nay còn được một cái long phụng để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Chạm rất là đẹp. Rất là đáng đi sưu tầm nha, một cái ụ trà ha. Trong này ta có thể đây bỏ cái bình trà vô đây nha. Tình trạng là lành tích, chạm long phụng rất là đẹp. Và một cái ụ trà này có giá giao lưu cả nhà 5,5 triệu cho mã số 20. Và mã số 21. Mã số 21 là một cái cháp nha, hay còn gọi là đựng bánh mứt ngày Tết ha. Có chạm hình ảnh Phúc Lộc Thọ rất là đẹp. Ở trên đây là chạm ốc rất là đáng để sưu tầm ha, gỗ gõ nha. Đây trong đây là có những cái khay ngày xưa thì người ta cũng để bánh mứt ở trên đây ha, rất là đẹp. Và từng cái mặt đều là chạm rất là đẹp nha, chạm ốc rất là nét từng chi tiết ha. Và cái này có giá giao lưu với cả nhà mình là 3,5 triệu nha. 3,5 triệu cho một cái cháp này ha, hay gọi là cái đựng bánh mứt ngày Tết ha, cái quả. Đây mã số 21 ngày hôm nay nha. Rồi tiếp theo mã số 22. 22 là giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình nè. Bên em còn được một cái tượng Phật rất là lớn nha. Tượng Phật Bổn Sư ha. Bổn Sư rất là lớn. Thì tượng Bổn Sư này về trọng lượng là tầm có khoảng là 16,4 kg. Em gọi gần là mở rộng cho cả nhà cùng xem ha. 6,4 kg nha. 6,4 kg cho tượng Bổn Sư này ha. Bổn Sư là 6,4 kg. Thì chiều cao của ngài á là tầm 50 cm ha. Bề ngang là khoảng là 29 cm. Chất liệu thì được làm bằng đồng rất là đẹp, lên tan mà thời gian rất là đáng để sưu tầm cả nhà mình ha. Và tác phẩm này á có giá giao lưu với cả nhà mình là 6 triệu đồng nha. 6 triệu đồng cho tượng Bổn Sư rất là đẹp, nét từng chi tiết ha. Đây là mã số 22. Rồi tiếp theo mã số 23, 24 em còn hai bộ lư để giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Đây là mã số 22 ha. Rồi tiếp theo là 23, 24 thì giới thiệu với cả nhà mình có hai bộ lư đồng nha. Thì hai bộ lư này em cân rồi, giờ chỉ đo cho cả nhà mình lại thôi ha. Bộ này thì tổng trọng lượng là 16 kg. Bộ này bộ đầu tiên là một cái bộ đỉnh,
Bộ đỉnh này cao, thứ nhất là em có trọng lượng là 16 cân nha, 16 kg cho cả nhà mình ha. Đây, rất là đẹp, chạm gồng hai bên ha. Và tác phẩm này có chân đèn là cao có khoảng là 52 cm. Và cái bộ đỉnh đó là cao tầm có khoảng là 55. Tổng trọng lượng là 16 kg, rất là đẹp như cả nhà ha. Đây. Cũ ha, vừa bóng lại nha. Và cái này có giá giao lưu với cả nhà mình nè. Bộ này là 8,5 triệu ha. 8,5 triệu cho bộ mã số 22. Và tiếp đây là mã số 23, chứ xin lỗi cả nhà ha. Và tiếp theo mã số 24, em còn một bộ lưới đào 5 bộ nha. 24 thì còn được một bộ lưới đào 5 bộ giới thiệu cùng cả nhà luôn ha. Bộ này là rất lớn nha. Bộ này là cân được là 20 kg. Bộ này là 20 kg nha cả nhà ha, cân sẵn cho cả nhà mình rồi nha. Thì bộ này là 20 kg, để em coi đo cho cả nhà mình là xem lại bộ này ha. Tổng trọng lượng là 20 kg. Rồi chiều cao là gần 70 cm nha. Bộ này rất là lớn, chân đèn này cao có khoảng là 52. Bộ này 20 kg ha. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một bộ lưới đào 5 bộ này là 9,5 triệu nha. Đây là mã số 24, là mã số cuối cùng. Thì cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh Đồ Cổ Cần Thơ em trong thời gian qua. Thì cả nhà xem được thì nhớ giúp em cho xin một like và đăng ký kênh nha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại cả nhà mình vào clip sau với những sản phẩm độc và lạ hơn ha. Xin chào, hẹn gặp lại.